Thưa quý vị và các bạn, thưa bà con, trong những năm qua, Phòng Nông nghiệp và Trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Vĩnh Bảo luôn chủ động liên kết với các doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao nhiều loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất. Đặc biệt đã thử nghiệm trồng mang tây xanh tại thôn Đại Lỗ, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Hiệu quả bước đầu của cây mang tây xanh có tín hiệu khả quan, góp phần nâng cao giá trị canh tác trên đơn vị diện tích. Trong chương trình Nhà nông làm giàu tuần này, mời quý vị và bà con cùng đến thăm mô hình trồng cây mang tây xanh của bà Đỗ Thị Duyên, thôn Đại Lỗ, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tiếp đó sẽ là một số lưu ý trong kỹ thuật trồng cây mang tây. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Giống mang tây xanh xuất xứ từ Hà Lan được công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm xanh Kỳ Duyên đưa vào trồng thử nghiệm trên cánh đồng rau sạch ở xã Hùng Tiến với diện tích 4 hectare từ đầu tháng 10 năm 2017. Để cây trồng đạt hiệu quả cao, trong quá trình thực hiện, bà Đỗ Thị Duyên, giám đốc công ty đã cử các cán bộ chuyên môn đi khắp nơi để học hỏi cách trồng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Sau 3 tháng trồng thử nghiệm, giống mang tây xanh có thời gian sinh trưởng ngắn, phát triển tốt trong điều kiện khô hạn. Theo bà Duyên, giống mang tây xanh này thể hiện ưu điểm vượt trội so với các loại cây thông thường khác như hiệu quả kinh tế cao gấp 4 đến 5 lần, chống chịu sâu bệnh tốt, cây phát triển khỏe mạnh. Để chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng thì là cái cây mang tây thì ở trên thị trường là mới có ít, thế mà chính bản thân thì cũng đang muốn làm xuất khẩu, cho nên là bản thân là sẽ hy sinh bước đầu. Đấy, bước đầu tiên mình phải là gương mẫu để trồng, khi mà mình mà ký được hợp đồng xuất khẩu thì sẽ lan tỏa trên toàn thành phố Hải Phòng. Cây mang tây thì có thể mình đầu tư ban đầu rất chi là lớn, nhưng mà có thể mình sẽ thu hoạch được 5 đến 10 năm. Theo bà Duyên, giống cây này cần kỹ thuật trồng, chăm sóc rất cầu kỳ. Đất trồng tốt nhất là đất phù sa pha cát, loại đất bãi bồi ven sông màu mỡ và thoát nước tốt. Nếu trồng trên đất thịt ở ruộng thì khó làm hơn, cây măng phát triển kém hơn. Sau 5 năm liên tục trồng cây măng tây, loại đất thịt sẽ bị chai lì đi, trong khi đất phù sa vẫn có độ tơi xốp. Trao đổi với chúng tôi, bà Duyên cho biết, cây măng tây rất kỵ thuốc hóa học, nếu dính thuốc diệt cỏ là cây chết. Thậm chí khi phun thuốc trừ cỏ ở bờ mương xung quanh vườn mà để bay bụi thuốc vào vườn thì cây cũng chết. Vì thế phải nhổ cỏ hoàn toàn bằng tay. Một hecta măng tây luôn phải có từ 4 đến 5 người làm cỏ liên tục hàng ngày. Để thu được những cây măng mềm, ngọt cần giữ độ ẩm đất khoảng từ 60 đến 70%. Bà Duyên luôn kiểm tra, theo dõi vườn cả ngày lẫn đêm để phát hiện sâu bệnh kịp thời. Đặc biệt là sâu hại cây hoạt động mạnh về đêm, cần bắt thủ công. Thật ra là khi mà bắt đầu ươm giống đấy thì rất chi là khó ươm. Thế nhưng mà khi mà đã ươm xong giống rồi thì cây rất chi là khỏe mạnh, chịu đựng được thời tiết khô nhiệt. Đấy, và tôi thấy là từ khi nhà mình trồng đến nay thì thấy cây phát triển rất là đều và mạnh, chưa thấy xuất hiện một cái loại sâu bệnh gì cả. Trong gọi là tương lai mới thì là bản thân tôi thì bây giờ trồng 4H, nhưng mà tới đây khi mà tôi đã làm theo một cái quy trình và ký được hợp đồng xuất khẩu thì bản thân tôi cũng sẽ mở rộng ra hết cái vùng quy hoạch là 30 ha của sở và sẽ lan tỏa đến các hợp tác xã ở trong thành phố. Hiện nay, với giá bán 50.000 đồng 1 kg măng, dự kiến bà Duyên sẽ thu khoảng 3 triệu đồng từ 1 hecta măng tây xanh. Ngoài ra, bà còn có sản phẩm gốc măng phơi khô dùng để hãm trà hay ngâm rượu, giá bán là 100.000 đồng 1 kg. Từ những thuận lợi trên, bà Duyên sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng thêm diện tích trồng măng tây lên 10 hecta nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài thành phố. Hiện nay, công ty của bà Duyên đã có 6 chi nhánh ở Hải Phòng và 3 chi nhánh ở Hà Nội cung cấp các loại rau sạch cho người tiêu dùng. Hiện, Trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục phối hợp với công ty để mở rộng diện tích trồng rau sạch trên địa bàn xã, từ đó mang thương hiệu rau, củ quả sạch của Vĩnh Bảo ra các tỉnh và thành phố lớn như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương.
Cây măng tây thực ra cũng là một cây mà hiện nay thì cũng bắt đầu đưa về Hải Phòng, đặc biệt Vĩnh Bảo cũng trồng một số điểm. Thế là một là cái khả năng chống chịu nó tương cao, thứ hai nữa là cái sâu bệnh đối với măng tây thì nó cũng ít hơn so với đối tượng cây trồng khác. Và đặc biệt là giá trị sản phẩm của măng tây chúng tôi đánh giá được là nó rất là cao. Cho nên cũng là một cây trồng mà có hiệu quả rất lớn và thời gian thu thì tương đối là dài, cho nên là có thể trồng một vụ người ta thu khoảng 4-5 năm. Đấy là cũng những cây trồng mà có tính bền vững mà cái đầu tư công lao động cũng tương đối ít so với các trồng khác. Hiện nay, bà Duyên đang quản lý cánh đồng hàng chục hecta luân canh, xen canh đến 6 vụ rau màu mỗi năm. Bên cạnh cây măng tây, hiện bà Duyên còn đang trồng thêm cà chua, bắp cải chịu nhiệt, khoai tây Đức. Doanh thu cánh đồng rau màu của bà Duyên đạt hơn 1 tỷ đồng một năm, thu lãi trên 200 triệu đồng. Hiện gia đình bà Duyên tạo việc làm cho 17 lao động thường xuyên. Sản phẩm rau sạch của gia đình bà Duyên được xuất khẩu sang Nhật, Đài Loan. Đơn vị nhập khẩu bên Nhật còn cử chuyên gia sang kiểm tra quá trình sản xuất mỗi tháng một lần và rất tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Hiện sản phẩm của công ty Kỳ Duyên được gắn mác truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và bà con, hiện nay việc trồng măng tây đã mở ra một hướng đi tích cực cho bà con nông dân. Với giá trị dinh dưỡng cao, măng tây đang trở nên gần gũi với bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình. Thị trường tiêu thụ măng tây khá lớn, tuy nhiên để trồng được cây măng tây sẽ có những rủi ro nếu như không áp dụng đúng kỹ thuật. Mục Nhà Nông Cần Biết ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và bà con một số kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng tây. Một, chọn đất trồng. Điều kiện đất trồng: thế đất phải cao ráo, giàu dinh dưỡng, tiêu thoát nước tốt. Những vùng trũng quá cần phải đào rãnh xung quanh và có bơm tháo nước khi bị ngập úng. Tầng canh tác dài khoảng từ 0,6 đến 1 mét để bộ rễ phát triển thoải mái. Mực nước ngầm phải cách khoảng 1 mét để tránh thối hỏng bộ rễ. Độ ẩm đất luôn phải giữ trong khoảng từ 60 đến 70%. Độ pH từ 6,6 đến 7,5. Thế đất không được dốc quá 10%, tránh trường hợp bị sói mòn. 2. Trồng cây ra đất sản xuất. Cây măng tây thường được trồng theo luống, theo từng hàng thẳng trên tim luống. Ta nên trồng theo hàng đơn, cây cách cây 45cm, hàng cách hàng 1,2m. Với mật độ đó sẽ trồng được khoảng 18.000 đến 20.000 cây một hecta. Sau khi trồng xong, tiến hành tưới nước thấm qua rãnh hoặc phun sương hàng ngày để giữ độ ẩm cho đất. Cần theo dõi thường xuyên hàng ngày, trong trường hợp cây bị bệnh hoặc chết phải thay thế bằng cây giống khác. Lưu ý, khi trồng vào mùa mưa, cần phải có biện pháp bảo vệ cây con, tránh trường hợp cây bị hỏng khi chưa kịp bắt rễ xuống đất trồng. 3. Cách bón phân cho măng tây. Để đảm bảo việc thu hoạch sản phẩm măng tây đều đặn hàng ngày với năng suất và chất lượng cao, người trồng cần phải thường xuyên tưới tiêu và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách hợp lý. Thông thường, cứ 3 tháng tiến hành bón phân chuồn quế hoặc phân chuồng ủ oai có bổ sung lân. 10 ngày một lần phải bón phân NPK và phân bón vi sinh bón lá như WEHG, GA3, Agostim để kích thích sinh trưởng trổ nhiều măng. Cần phải kết hợp với chế phẩm sinh học Trichoderma để khử tuyến trùng, giúp hạn chế các mầm bệnh gây hại cho cây. Với việc dùng phân hữu cơ sẽ giúp măng tây tăng khả năng phát triển, thúc đẩy quá trình cung cấp dinh dưỡng cho cây, tăng sản lượng và chất lượng, thời gian thu hoạch và tuổi thọ của măng. 4. Tưới và thoát nước cho măng tây. Bên cạnh bón phân hợp lý thì nước tưới là một yếu tố quyết định cho năng suất măng nhiều hay ít. Độ ẩm của đất trồng măng tây luôn luôn được giữ trong khoảng từ 60 đến 70% là phù hợp nhất. Mùa hè ở miền Bắc nước ta nắng gắt, cần phải tưới 2 lần một ngày để đảm bảo độ ẩm cho đất. Nên tưới vào buổi sáng sau khi thu hoạch măng xong hoặc cuối buổi chiều mát. Trong thời gian thu hoạch măng thì không nên tưới vào buổi chiều vì sẽ làm đọng nước trên búp măng, làm giảm chất lượng của măng. Chúng ta có thể tưới nước theo rãnh hoặc phun sương tùy theo thiết kế của mỗi nông trại. Trong trường hợp mưa kéo dài làm ngập măng thì ta phải dùng bơm tháo nước hàng ngày. Vì bộ rễ của măng bị ngập úng quá 24 giờ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến măng và kéo theo nhiều bệnh nấm.
năm khi thu hoạch măng tây. Khi quan sát, các chồi măng đã nhô lên cao khỏi mặt đất tầm từ 20 đến 30cm thì tiến hành thu hoạch măng. Dùng tay nắm chặt sát gốc chồi măng, nghiêng tầm 45 độ rồi xoay nhẹ, chồi măng sẽ tách rời khỏi rễ trụ cây măng dưới lớp đất dễ dàng. Thời gian thu hoạch thường vào buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 trước khi mặt trời mọc. Tránh trường hợp măng tiếp xúc với ánh nắng sẽ làm bị héo, mềm yếu, ảnh hưởng đến chất lượng măng. Măng tây sau khi được thu hoạch phải đem ngay vào nơi thoáng mát, tránh không để tiếp xúc với ánh nắng. Chương trình Nhà Nông Làm Giàu tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.